bạn Tường Ngôi Trường kia, xin cả tất cả anh chị đang theo dõi ạ. Và chào mừng anh chị quay trở lại với cái video của bên em ngày hôm nay nhé. Vâng, và hôm nay trong video này thì em sẽ giới thiệu đến cho anh chị những cái mặt hàng nho nhỏ mini để cho anh chị có thể dễ dàng lựa chọn cho mình ạ, để phù hợp với không gian cũng như là cái túi tiền của mình nhé. Vâng, và trước khi bắt đầu buổi live video này thì em xin giới thiệu lại cơ sở một chút để cho anh chị vào sâu để mình có thể nắm rõ hơn nhé. Vâng, cơ sở bên em nằm tại quốc lộ 38 ạ, và là nghề mộc cái mã này là mã di lặc ô tô luôn, không có trẻ từ đồng qua nhá. Đấy, chất liệu là gỗ bách xanh, hàng nhỏ thôi nhưng mà đường làm cũng rất là kỹ này, từng cái sắc nét rất là tuyệt vời ạ. Chất liệu logo bách xanh cho em nhá. Và anh chị để ý, anh chị có thể chụp lại màn hình cho em và đánh dấu mã là di lặc ô tô đấy ạ. Vâng, với tác phẩm này thì với kích thước nó sẽ là, em sẽ đo áng chừng các bác nhá, rộng là 13 này, cao là 8 phân và chiều sâu cho em tác phẩm này cũng là 8 phân nữa nhá. Rộng 13, cao 8 phân và sâu là 8 phân ạ. Với mã này sẽ là mã là di lặc 1 các bác nhá, di lặc 1 đi. Có giá là 480.000 đồng các bác nhá. 480.000 đồng thôi ạ. 480.000 đồng chị nhá, lại còn bao phí vận chuyển cho chị rồi. Vâng, mã là mã 01 đấy ạ, di lặc mã 01 đấy chị nhá. Vâng, trên nhá, gỗ bách xanh anh chị ơi, liền khối luôn chị nhá. Vâng, hàng nhỏ mà đục rất là kỹ chị nhá, rất là chi tiết đấy ạ. Từng cái đường nét thôi làm rất là kỹ và sắc nét chị nhá. Ok, giá là 480.000 đồng, bao phí vận chuyển toàn quốc anh chị ạ. Vâng, và anh chị nào ưng ý có thể lên em xin cú pháp chốt và kèm theo điện thoại của anh chị nhá. Vâng, và tiếp theo là mã thứ 02 xem nhá. Và tác phẩm này thì bên là trên tắc di lặc tam phúc ạ. À, di lặc ngũ phúc ạ. Chất liệu cũng là gỗ bách xanh với kích thước tương đương như nhau các bác nhá. Đó, chị có thể có hai mẫu lựa chọn. Và hôm nay trong buổi chân kết lại video này thì em sẽ đồng giá luôn cho anh chị hai tác phẩm này với giá là 480.000 đồng các bác nhá. Và tác phẩm này 480.000 đồng và đã bao gồm luôn phí vận chuyển luôn rồi ạ. Và với chất liệu là gỗ bách xanh ạ, kích thước nó ngưng tăng tương đối như nhau đó ạ. Anh chị có thể thích là những chú tiểu đồng thì có thể lựa chọn cho em sang mã 02 thôi nhá. Còn anh chị mà thích hàng trơn như này không thôi ạ, đơn giản thôi thì các bác có thể lựa chọn cho mã 01 ạ. Vâng ạ, 0102 đồng giá là 480.000 đồng ạ. Anh chị nhớ mã giúp em nhá. Đó, okay, chị nhá, đồng giá luôn nha anh chị trong buổi sáng nay. Vâng ạ, 480.000 đồng. Các bác có thể để ô tô, chị nhá. Bàn làm việc hay làm quà tặng, quà biếu vô cùng tuyệt vời luôn ạ. Đồng giá là 480.000 đồng. Vâng, và em sẽ qua cái mã di lặc các bác nhá, qua mã di lặc. Và em sẽ đến một mã tiếp theo. Đó. Ok, giá chỉ là 480.000 đồng, còn bao phí anh chị rồi. Anh chị nào ưng ý tác phẩm nào có thể lên em xin cú pháp mã 01 hoặc 02 chị nhá. Vâng, và em sẽ lên một tác phẩm một mẹ Quan Âm nghìn mắt nghìn tay các bác nhá, vâng, soi sáng cả thiên hạ luôn này. Đó. Còn rất là đẹp luôn. Vâng, hàng liền khối cho em ạ. Bác các bác này. Tác phẩm này các chị để ô tô để đi đâu mẹ mẹ sẽ mang lại những cái điều may mắn bình an ạ, thượng lộ bình an cho em nhá. Đấy, cũng chất liệu bách xanh ạ. Tác phẩm này rất là cao là 13 này. Cao 13, rộng là 11 và chiều sâu cho em là 5,5 phân thôi nhá. Vâng, kích chiều thước sâu là 5,5 phân. Cao 13, rộng là 11, sâu là 5,5 phân chị nhá. Rất là đẹp chị ơi. Hàng nhỏ thôi nhưng được làm rất là kỹ cho em, từng cái thần thái vô cùng tuyệt vời các bạn, nghìn mắt nghìn tay luôn. Đấy, các bạn thấy này, từng cái ngón tay này. Vâng, tác phẩm này được ô tô rất là tuyệt vời các bạn nhá. Vâng, và tác phẩm này thì em giao lưu với anh chị trong buổi live ngày hôm nay với giá chỉ là 1.300.000 đồng các bác nhá. Vâng, tri ân luôn tới anh chị nhá. Giá còn 1.300.000 đồng. Lại vẫn bao phí vận chuyển anh chị ơi. Vâng, rất là nhỏ thôi anh chị nhá. Từng cái đường nét rất là nhỏ li ti đây chị ơi. Đều làm kênh nổi chị nhá, dưới đường viền này các bác nhá. Rất là nhỏ thôi, em còn làm rất là kỹ này chị nhá. Vâng, cái diện mặt thần thái ạ, rất là đẹp tuyệt vời. Một tượng mà giá là 1.300.000 đồng. Vâng, chất liệu là gỗ bách xanh. Vâng, liền khối chị nhá. Ok, tác phẩm này giá là 1.300.000 đồng. Em sẽ xin phép được cho qua tác phẩm để đến tác phẩm tiếp theo này chị nhá. Chị nhớ mã cho em và mã tượng Phật nghìn tay cho em nhá, nghìn mắt nghìn tay ạ, 1.300.000 đồng và em cũng đã bao gồm phí vận chuyển luôn cho chị luôn rồi ạ. Vâng, và tiếp theo là cái mã tượng Phật thì em cũng sẽ lên cho chị một mã là gỗ bách xanh luôn bác nhá. Mẫu tượng Phật Di Đà, vâng ạ, phổ độ chúng sinh này, chất liệu cũng là gỗ bách xanh. Và tác phẩm này thì kích thước lớn hơn một chút để cho các bác có thể là trưng thờ các nhá. Vâng ạ, các bác có thể là có cái không gian nhỏ để mình có thể là trưng thờ một tác phẩm để là mỗi khi nhìn thấy tượng Phật thì chúng ta sẽ hướng đến cái điều thiện, điều lành hơn này.
Tác phẩm của thương là cao là 40. Chiều cao 40 chị nhá. Chiều cao 40 này rộng là cho em là rộng là 14, rộng là 15. Vâng, rộng là 15 và chiều sâu là 13 xem nhá. Vâng, kích thước cao 40, rộng 15, sâu là 13 chị nhá. Một tác phẩm Phật Di Đà chị ơi. Di Đà xem ạ, chất liệu lầu gỗ bách xanh, hàng đẹp không chút tí vết nào trên nhá. Liền khối luôn anh chị nhá. Các bạn có thể ngắm lại từ mặt trước ra mặt sau. Vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, thần thái thì rất là đẹp, ngài chặt đứng trên những cái đài hoa sen. Ở những cái bông hoa sen đưa hương thơm ngào ngạt đây này. Đó. Và hoa sen thì tượng trưng cho nhà Phật. Vâng, và tác phẩm này thì em sẽ đánh dấu mã là tượng Phật Di Đà thôi nhá. Bác là các bác muốn chốt tượng Phật Di Đà thì cũng có thể là cho em xin mã chốt tượng Phật Di Đà và cái điện thoại này. Và tác phẩm này hôm nay giao lưu với chị với giá chị là 1.800.000 đồng các bác nhá. 1.800.000 đồng và em cũng bao gồm phí vận chuyển luôn cho chị luôn rồi đấy ạ. Ok, chị cùng ngắm nhìn tác phẩm chị nhá. Rất là đẹp, rất là kỹ luôn chị ơi. Và giá là 1.800.000 đồng. Cái ngón tay các bác nhá, được làm vô cùng tỉ mỉ luôn. 1.800.000 đồng. Tà áo làm rất là mềm mại chị nhá. Vâng, tà hoa sen này chị ơi. Rất là mềm mại luôn tác phẩm này. Chất vân, chất gỗ này. Vâng, gỗ bách xanh thì rất là giá trị rồi. Hôm nay em giao lưu với bác giá chỉ còn 1.800.000 đồng chị nhá. Này còn ba phí vận chuyển toàn quốc rồi anh chị ơi. Vâng, tất cả em sẽ đánh dấu là mã tượng Phật Di Đà chị nhá. Giá chỉ là 1.800.000 đồng và em bạn đã cũng đã bao gồm phí vận chuyển luôn rồi các bác nhá. Các bác nhớ đánh dấu mã xem ạ. Và chốt kèm số điện thoại cho em nhá. Và học có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0944812986 ạ. Số 0822338345 xem nhá. Vâng, ok, và em sẽ qua cái mã này ạ. Đến rất là nhiều. Và trên mạng em rất là nhiều mẫu mã sẽ lên và rất là nhanh, các bác có thể lựa chọn cho mình nhá. Ok, rất nhiều mẫu mã tác phẩm là em nghĩ là rất là cần tới gia đình chị nhá. Tiếp theo sẽ lên tác phẩm, rất nhiều tác phẩm đấy ạ. Và hôm nay em có những cái hộp trà các bác nhá. Hôm nay có những cái hộp trà, ba mẫu hộp trà khác nhau để cho anh chị có không gian lựa chọn luôn này. Đó, em có những cái mẫu hộp trà tượng trơn và khắc chữ laser và tượng hộp trà mã đáo thành công và hộp trà tứ quý tùng cúc trúc mai cho em nhá. Dạ vâng, ba mẫu hộp trà trên hiệu gỗ bách xanh cho chị lựa chọn chị nhá. Vâng, đầu tiên là một hộp trà chạm khắc tùng trúc cúc mai bốn mùa xuân hạ thu đông chị nhá. Rất là đẹp tuyệt vời em luôn tác phẩm này ạ. Tác phẩm này bên trong thì em hiện tại em rất là thơm mà chị nhá. Đây chị ơi, bên trong sẽ như thế này. Đấy, rất là sâu và thoải mái đựng chè cho em nhá. Và mỗi hộp trà đựng khoảng 2 đến 3 lạng chè. Và ba mẫu tượng mã đáo thành công và tùng cúc trúc mai và tượng khắc laser này. Anh chị yêu thích những cái mẫu mã nào thì các bác có thể là chốt thèm kèm theo mẫu cho nó. Liên hệ trực tiếp em để có thể là chốt được. Vâng, thức là cao là 19 ạ. Và đường kính sẽ dao động từ 11 cho đến 12 xem nhá. Đường kính sẽ dao động từ 11 đến 12 xem ạ. Vâng, kích thước cao là 19 đấy chị nhá. Đường kính là cứ dao động em là từ 11 đến 12. Ok, em sẽ báo giá luôn cho chị ở ba mẫu này các bác nhá. Em sẽ đồng giá luôn cho chị với giá thì nào 450.000 đồng các bác nhá. Vâng, 450.000 đồng và em cũng đã bao gồm luôn phí vận chuyển luôn cho chị luôn. Vâng, một hộp trà trên hiệu gỗ bách xanh đồng giá luôn cho chị là 450.000 đồng. Từng cái đường họa tiết chạm khắc tùng cúc trúc mai này hay là những cái đường chuyện nữa, bên em được làm rất là tỉ mỉ luôn và sắc nét từng chi tiết một. Anh chị có thấy này, đây là những cái bông hoa mai này, những bông hoa cúc này, những cây trúc của bác nhá, rất là sạch sẽ, là tỉ mỉ luôn. Đó, tùng này, đó, rất là đẹp. Vâng, và đây là tranh mã đáo thành công cho em ạ. Vâng, 8 chú ngựa chiến thắng trở về đấy ạ. Và dưới gốc cây tùng rất là lớn ạ, những cái đường chuyện đường được làm rất là tỉ mỉ luôn. Đó, bên em đều tuyển chọn cái phôi gỗ đẹp cho chị nhá. Và đồng giá các bác là 450.000 đồng một hộp trà. Đó, bác nào muốn chốt thì nhanh tay cho em nhá, kèm theo số điện thoại luôn cho em ạ. Đó, chị có thể là ngắm xem từng cái đường bông hoa sen, đường chạm khắc la xe xem nhá. Đấy, rất là đẹp tỉ mỉ luôn. Ok, ba mẫu hộp trà đồng giá luôn anh chị nhá. Bác nào ưng ý mẫu nào thì có thể là liên hệ em anh chị nhá. Tùng trúc cúc mai này, bát mã này hoặc là chữ tàu khắc laser chị nhá. Qua số điện thoại là 0944812986 nhá, hoặc số là 0822338345 cho em ạ, để được sở hữu cho mình những tác phẩm rất là tuyệt vời như này ạ. Giá rất là rẻ luôn nhá. Và cái công chế tác và tiền gỗ thôi là rất là cao rồi ạ. Vâng, giá lưu các bác giá chỉ là 450.000 đồng và em đồng giá luôn ba hộp trà này thôi nhá. Ok ạ, và em sẽ qua một cái mã tiếp theo. Anh chị nhớ từ mã lên là mã hộp trà quá nhá. Mã hộp trà là 450.000 đồng ạ. Tất cả đồng giá ba hộp trà như nhau quá nhá. Vâng, ba hộp mà đồng giá luôn anh chị nhá. Ok, tiếp theo chị ơi, sẽ lên một cái mẫu tiếp theo anh chị nhá. Anh chị có thể lựa chọn một hoặc là lựa chọn cho mình cả ba chứ cũng được các bác đó. Và em sẽ lên một cái mã tiếp theo, đó là một cái hộp mà các bác có thể vừa đựng hộp nhang cho em nhá. Ống nhang hoặc là ống đũa được này các bác này.
ống nhá hoặc là ống đũa cho em ạ. Vâng, chị đựng rất nhiều thứ các bác ơi, đựng nhá. Thường là các bác ơi, ống nhang thì cũng rất là ok, cũng là được chạm khắc đây ạ. Bốn mùa. Xuân hạ thu đông, cùng trúc cúc mai chị nhá. Làm bên trong chị ơi rất là sâu các bác nhá. Rất là sâu luôn. Vâng, rất là đẹp nhá. Và ống nhang hoặc là ống đũa xem em. Vâng. Từng cái đường vân anh chị nhá. Vâng, làm này anh chị ơi. Rất là kênh nổi đây nè, rất là sắc nét tác phẩm anh chị nhá. Họa tiết hoa văn cây tùng trúc cúc mai đây cũng làm rất là đẹp anh chị nhá. Tì nhỏ rất là đẹp đấy ạ. Nhỏ thôi nhưng mà không bao giờ kém cái phần sắc nét cho em nhá. Ok anh chị nhá. Em sẽ đo kích thước nào. Cao là 20 cho em ạ. Chiều cao 20. Đường kính là 10 phân cho em nhá. Đường kính là 10 anh chị nhá. Kích thước 20 và đường kính là 10. Cao 20, đường kính là 10, em sẽ báo giá luôn nha chị nhá. Và hộp trà này thì em các tác phẩm này, những cái tác phẩm này em đều có số lượng các bác nhá. Cho nên là các bác cứ chốt hàng để lại số điện thoại cho em thôi ạ. Là chỉ có đơn nhá, các bác cứ để lại số điện thoại các bác là bác có đơn rồi ạ. Mà giá là như các bác hộp trà hộp đựng ống nhang này giá chị là 500.000 đồng anh chị nhá. Và 500.000 đồng và bên em cũng đã bao gồm phí vận chuyển luôn cho chị luôn rồi ạ. Các bác cùng em ngắm lại một lần nữa nhá, đó em sẽ qua nhiều mã hơn. Ok, 500.000 đồng lại còn bao phí vận chuyển anh chị nhá. Vâng, giá rất là đẹp nha. Chất liệu là gỗ bách xanh Mộc Châu. Ok, em sẽ lại cho qua anh chị nhá. Nhớ mã em nhá. Mã ống nhang 500.000 đồng. 500.000 đồng thôi anh chị nhá. Em sẽ qua mã ống nhang này. Vâng, và em sẽ lên một mã tiếp theo cho các bác nhá. Đó, ok này, sẽ vào rất là nhiều đũa chị nhá. Vâng, em nghĩ là đôi đũa này thì rất là hữu dụng tới gia đình mình rồi. Là cần thiết ạ. Mà ngày nào cũng phải dùng anh chị nhá. Các bác có thể là không dùng những chiếc gạt tàn hay là không dùng những cái chiếc vòng, nhưng mà em nghĩ đũa là một cái vật dụng vô cùng cần thiết và cần thiết, mà nó là cái vật dụng thất thoát nhiều nhất trong không gian phòng bếp của các chị em thôi nhá. Anh chị có thể là dinh một món quà này về tặng vợ ạ. Vâng, chất liệu là gỗ chắc ta cao cấp nhất nhá, hàng Việt Nam chất lượng cao này. Vâng, một bộ này thì em gồm 10 đôi anh chị nhá, gồm 10 đôi ạ. Và em nghĩ các bác ơi, lên là dinh cho mình tối thiểu cho mà 20 bộ đôi với nhau 2 bộ đấy ạ, để sao khách đến nhà mình ăn khi mình dùng một vài 1-2 mâm cơm thì mình sẽ có đủ đũa để các khách còn đến dùng các bác nhá. Đó, còn chất liệu gỗ chắc xem rất là đẹp, anh chị độc quyền nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em vậy nhá. Đó, vân gỗ này vô cùng là tuyệt vời đúng không ạ, chun chun sắc luôn chị nhá, gỗ chắc đỏ đen đấy ạ. Vâng, một bộ 10 đôi anh chị nhá, em sẽ báo giá luôn nha chị này. Ta, hàng ngày em cũng là hàng số lượng có anh chị nhá, chốt bao nhiêu cũng ok ạ. Anh chị cũng có thể là lấy xỉ cho em được nhá, lấy xỉ cũng được ạ. Vâng, và bộ này ra đây các bác giá chỉ là 150.000 đồng một chục 10 đôi cho em nhá. Vâng. 10 đôi ạ, 150.000 đồng. Một bộ 10 đôi giá là 150.000 đồng chị nhá, hàng số lượng em ạ. Vâng, chốt nhiều ok, bao nhiêu em ok chị nhá. Vâng, tác phẩm này 150.000 đồng thôi ạ, một chục. Có chứ? Chốt kèm số lượng và kèm số điện thoại cho em ạ, để có thể là chốt những cái bộ đũa này về làm một món quà tặng. Đấy, bác nào mà làm trưởng nhà đấy hay là hay có dịp cỗ bàn đấy ạ, khoảng 5-10 mâm thì các bác ơi, những cái bộ đũa này chơi ăn không bao giờ lo bị mốc hay là bị mỏi các bác nhá. Đẹp long lanh luôn cho em ạ, rất là an toàn. Và đây là mã đũa chắc xem nhá anh chị ơi. Đũa chắc anh chị nhá. 150.000 đồng. Vâng, tính ra chỉ có 15.000 một đôi thôi chị nhá, rất là rẻ em ạ. Mãi mãi luôn đúng không ạ? Ok ạ. Vậy em sẽ qua các bác nhá, các bạn đũa chắc này ạ. Anh chị nhớ mã xem này. Vâng, và em sẽ lên những cái mã đũa tiếp theo, đó là chính là những mã đũa muôn xem nhá. Đó. Ok. Chữ muôn sừng Khánh Hòa xem ạ, rất là đẹp. Với cái chất gỗ này thì là các bác dùng rất là sang xịn luôn. Đấy, thì anh chị có thể ngắm xem này. Anh chị được quyền nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán cho em nhá. Đó. Vâng, mã sừng thì là quá đẳng cấp rồi chị ơi, một màu đen tuyền luôn cho em ạ, và không bao giờ lo bị vênh nhá, cong vênh hay là bị mốc hay là bị mối mọt luôn. Rất là đẹp chị nhá, màu đây đen là màu rất là đen đẹp tuyền của gỗ xem các bác nhá. Đấy, ngắm xem này, chất đũa mu này. Muôn sừng Khánh Hòa chị nhá. Một bộ 10 đôi luôn. Bên em cũng đóng gói là một bộ gồm 10 đôi. Vâng, và bộ này thì giao lưu với các bác thì với giá chỉ là 310.000 đồng thôi chị nhá. Vâng, một bộ 10 đôi giá là 310.000 đồng chị nhá. Vâng, mã là mã muôn sừng Khánh Hòa nhá, đũa muôn sừng Khánh Hòa các anh chị nhá. Vâng, 310.000 đồng vẫn bao phí vận chuyển chị nhá. Hàng cũng là hàng số lượng luôn chị ơi. Các bác chốt kèm số lượng và kèm điện thoại cho em nhá. Kèm 10, 20, 30 hay là 50 đôi các bác cũng có thể để lại cho em xin số điện thoại ạ. Đũa muôn sừng Khánh Hòa cho em nhá. Đấy, 310.000 đồng một chục này. Vâng, và chị ơi, các bác nào mà đã chơi lên đẳng cấp rồi ạ. Vâng nhá, đấy em sẽ lên một mã đũa đẳng hàng VIP anh chị nhá. Anh chị có thể làm quà tặng quà biếu em tác phẩm mã này, làm quà tặng cho sếp em thật là rất là ok các bác nhá. Hoặc gia đình mình mà có điều kiện dùng thì em thấy thật là quá đẳng cấp rồi. Vâng, và
ạ, và đây là dành cho các bác thượng lưu để dùng cái chiếc đũa này cho em. Đó các bác này. À, từ cái phần hộp thôi cũng được thiết kế rất là sang trọng rồi bác nhá. Các bác có thể là mở lắp hộp ra cho em này. Đó. Vâng ạ. Và đây là những đũa mun nhá. Em có hai mẫu là một mã mun sừng bọc bạc và bọc bạc, và đây là khảm chai cho em nhá. Khảm chai rất là sáng trong luôn, các bác có thể ngắm này. Từng cái đường khảm chai rất là đẹp. Và đây là bộ gỗ mun cho em. Vâng, và đây là bộ gỗ mun sừng cho em nhá. Bên trên là khảm chai chị nhá, em còn bọc bạc đấy ạ. Bạc thật luôn đấy chị nhá. Bạc thật lắm nhá. Và các bác bạc để test cái độ độc của thức ăn đấy ạ các bác này. Người ta hay là trong vua hay là dùng cái cây kim bạc để có thể test cái độ độc của thức ăn đó. Đây đũa này, bọc bạc và khảm chai cho em nhá. Khảm chai rất là sáng trong như ngà các bác này. Đó, rất là đẹp luôn. Trong vắt luôn nhá, đơn liền trong vắt luôn cho em này. Đấy. Và một bộ này thì bên em cũng gồm 10 đôi bác nhá. Và một bộ này thì cũng gồm 10 đôi cho em này. Ok nhá, những tác phẩm đũa này thì anh chị có thể làm quà tặng, quà biếu này, hoặc có thể các bác nào mà điều kiện này có thể chơi dùng trong gia đình mình. Em thật là rất là ok. Dùng đôi đũa này cũng sang chảnh mồm mình anh chị nhá. Cầm cái đũa trên tay thôi, cái thế đã độ sang chảnh rồi đúng không ạ? Làm quà tặng, quà biếu cho sếp thì quá là tuyệt vời luôn. Và bộ đũa mun sừng này giao lưu với các bác với giá trị là 1.300.000 đồng chị nhá. Ok. 1.300.000 đồng với bộ đũa mun sừng bọc bạc cho em nhá. Muôn sừng bọc bạc này, khảm chai chị nhá. Khảm chai 1.300.000 đồng cho em chị nhá. 1.300.000 đồng 10 đôi chị nhá. Chất liệu gỗ mun sừng và bọc bạc thật anh chị nhá. Khảm chai em luôn anh chị nhá. Rất là đẹp. Tác phẩm này các anh chị mình có thể là mua về gia đình mình dùng này, làm quà tặng quà biếu, em nghĩ là rất là ok anh chị nhá. Vâng, đây là bộ đũa mun sừng cho em nhá. Và em sẽ có một bộ đũa nữa là đỏ mạng đũa chắc cho em ạ. Đũa chắc bọc bạc cho em nhá. Cũng được thiết kế rất là sang trọng luôn. Đó, giống như là những cái chiếc đũa mun sừng luôn ạ. Nhưng đây là bộ đũa chắc cho em nhá. Đó, thấy màu đỏ của chắc chưa ạ? Vừa đấy là một màu đen của gỗ mun sừng đẳng cấp, và màu đen là màu sang trọng quý phái, thì màu đỏ mang lại cái sự may mắn này. Vâng. Không phải may mắn đâu nhá, gấp không sửa phát nào luôn. Đó. Những chiếc đũa này đều được tuyển chọn vân gỗ rất là đẹp chị nhá. Một cái màu rất là đều luôn chị nhá. Được sơn một lớp sơn cao cấp và sơn bóng cho em nó rất là đẹp. Và chị ơi yên tâm, khi đã thiết kế lên đũa rồi thì các bác vừa có thể là, hoặc là các bác có thể là trưng thờ cho em nhá. Một bộ đũa này có thể là để lên bàn thờ, để ra tiên mình gặp một đồ trì này, làm quà tặng, quà biếu hay là dùng rất là tuyệt vời. Và bộ đũa chắc bọc bạc và khảm chai này em ra lưu các bác giá chỉ là 1.200.000 đồng chị nhá. Ok, giá là 1.200.000 đồng một bộ, vẫn là 10 đôi chị nhá. Đũa chắc bọc bạc khảm trai em ạ. Rất là đẹp. Vâng, tác phẩm này anh chị làm quà tặng quà biếu thì nó rất là ok các bác nhá. Vâng, anh chị nhớ mã cho em nhá. Muôn sừng thì là 1.300.000 và đũa chắc thì là 1.200.000 cho em nhá. Đó. Rất là hợp xịn, hợp rất là xịn sò chị nhá. Vâng, anh chị nào mà có thể là đặt mua này, có thể làm quà tặng quà biếu em 1, 2, 3 bộ thì em thật là quá ok rồi. Ok, tiếp theo chị nhá. Qua một cái mã tiếp theo các bác lựa chọn nhá. Hôm nay lên rất là nhiều mã các bác lựa chọn luôn. Ok ạ. Vâng ạ, và em sẽ lên cho chị một cái mã nữa là chiếc gạt tàn luôn nhá. Đây ạ. Gạt tàn em này rất nhiều là gỗ chắc đỏ đen. Đó, chế tác một đôi chim và những cái hoa mai các bác nhá. Rất là đẹp luôn này. Và mai điểu, chế tác mai điểu ạ. Đế đẹp luôn cho em ạ. Tác phẩm này chị có thể làm quà tặng quà biếu này. Để mỗi một gia đình chúng ta lên cần đến 2 đến 3 chiếc gạt tàn ạ. Dù không có thương các bác nhá, các bác cũng có thể được cái vận dụng những cái rác nho nhỏ thôi ạ, và những hạt hướng dương này để trên bàn làm việc này, phòng ăn này, phòng khách các bác nhá, rất là sang luôn. Okay, ạ. Ok, hiện tại đang có 3 mã trên mặt bàn này chị nhá, mã 01 và 02, 03. Với kích thước là rộng là 19 cho em này. Mã 01 ạ. Cao là 12, rộng 19, cao 12 và chiều sâu là 18 cho em nhá. Đó là kích thước của mã 01 này. Rộng là 19 này, cao là 12 và chiều sâu là 18 cho em ạ. Hàng liền nguyên khối các bác nhá. Và chiếc này thì hôm nay giao lưu với các bác với giá bao nhiêu? Hôm nay chị ân cho các bác trong buổi live ngày hôm trong cái video này. Vâng, chỉ còn bao nhiêu ạ? 650.000 đồng và em bao phí vận chuyển luôn cho chị luôn nhá. 650.000 đồng thôi ạ. Chị ân cho chị giá trong buổi live này chị nhá. 650.000 đồng một chiếc gạt tàn chị ơi. Mua ở đâu chiếc gạt tàn giá 650.000 đồng ạ. Các bác có nhận được cái phôi gỗ này về thôi thì cái công chế tác nó cao hơn rất là nhiều rồi ạ. Và gỗ chắc ta đỏ đen cho em ạ, liền khối luôn. Và mã 01 này giao lưu có trị giá chị là 650.000 đồng thôi chị nhá. Mã này mã 01 anh chị nhá, 650k vẫn bao phí vận chuyển anh chị ạ. Và sẽ cho qua sang mã thứ hai để chị mình có nhiều lựa chọn hơn các anh nhá. Vâng, cũng
cũng được chế tác một cái mai điểu các bác nhá, cũng được chế tác mai điểu ạ. Vâng, tác phẩm này cũng rất là đẹp, cân đối hài hòa cho em ạ. Mã là 02 trên đế đấy các ơi. Các bác có thể ngắm đáy cho em này. Đều là phẳng luôn cho em nhá. Đó, cũng như quả đào này. Vâng, mã 02 này em sẽ lo kích thước này. Rộng là 17 ạ. Rộng 17 này, sâu là 18 này. Và chiều cao cho em vẫn là 10 phân. Vâng. Và chiếc này em giao lưu chị giá chị nào? 650.000 đồng các bác nhá. Ok, vâng, mã 02 giá là 650.000 đồng chị nhá. Và chị nhớ mã em này, bác nào chốt tác phẩm nào có thể mã 01, mã 02 gạt tàng chắc các chị nhá. 650.000 đồng. Và em còn một mã 03 nữa luôn chị nhá. Mã 03 kích thước lớn hơn một chút đây. Chụp lại màn hình cho em mã 02 các bác nhá. 650.000 đồng này và mã 01 này. Ok, và em sẽ qua một mã tiếp theo đó là mã 02, mã 03 lớn hơn các bác nhá. Mã này thì nó lớn hơn rất là nhiều. Anh chị có thể ngắm đáy cho em này. Hoàn toàn là liền cho em nhá, đáy liền phẳng luôn ạ. Rất là kênh đối, cân đối cho em này. Vâng, cũng được chế tác mai điểu các bác nhá. Vâng, rất là đẹp chị nhá, ngắm nhà này ạ. Rất là đẹp đấy ạ, một cái màu đen chị nhá. Xen lẫn một chút đỏ thôi. Những bông hoa đào ấy chị ơi, đục tỉa cánh tròn rất là cân đối chị nhá. Vâng, rất là đẹp tác phẩm này. Em sẽ đo kích thước anh chị nhá. Mã này lớn hơn một chút đấy ạ. Tác phẩm này với rất là rộng là 29 cho em này. Rộng 29 này. Vâng, rộng 29, cao là 99 phân này. Rộng 29, cao là 9 anh chị nhá. Sâu nè. Và chiều sâu cho em là 21. Và chiếc này giao lưu các bác giá là 750.000 đồng. Sâu nhá. Là 21, giá 750.000 đồng. Mã là mã 03 anh chị nhá. Chụp ảnh màn hình em nè. Vâng. 750.000 đồng ạ. Chiếc này rất là lớn anh chị nhá. Giá là 750.000 đồng. Vẫn bao phí vận chuyển anh chị nhá. Ok, em sẽ cho qua tác phẩm này để lên tác phẩm tiếp theo chị nhá. 01 650.000 đồng, 02 650.000 đồng và 03 là 750 anh chị nhá. Ok, vậy em sẽ dọn vần chị nhá. Và anh còn rất nhiều mẫu mã tác phẩm anh chị nhá, để các bác anh chị mình lựa chọn đây. Những cặp đèn cây hay chiếc okay vòng. Vậy em sẽ lên những cặp đèn các bác nhá. Và em có những cặp đèn chất liệu là gỗ gõ bông lau ạ. Và anh chị nào có không gian ban thờ nho nhỏ các nhá thì các chị có thể trưng tác phẩm này. Và những cái cặp đèn này ạ, vâng ạ, đây bên em đều thiết kế là đây là cái ống phát sáng các bác nhá. Và đây là dưới này em đều có khoan một đường để các bác có thể luồn dây điện. Và thắp bóng đèn quả nhót cho em nhé. Từng cái bấc đèn này, đấy, đuôi đèn các bác nhá, này được làm rất là tỉ mỉ luôn. Và hàng được làm tay cho em 100%. Vâng, rất là đẹp chị nhá. Vâng, tác phẩm này chiều cao là 30, đường kính là 9 anh chị nhá. Vâng, đường kính là 10, cao 30, đường kính là 10 hoặc cao 30, đường kính là 9 phân. Đường kính là 9 anh chị nhá. Trên hiệu gỗ gõ bông lau. Vâng. Tác phẩm này chiều cao 30 thì em sẽ giao lưu anh chị giá là 650.000 đồng. Đây, hàng này em có số lượng các bác nhá. Bao phí vận chuyển các anh chị nhá, 650.000 đồng. Tác phẩm này có số lượng luôn. Anh chị mình có thể chốt tác phẩm về tặng cho gia đình mình này, hoặc là mua hộ người thân, bạn bè anh chị nhá. Vâng, em còn 650.000 đồng và em bao phí vận chuyển luôn rồi. Hai kích cỡ khác nhau chị nhá, ba kích cỡ luôn. Em có 3 kích thước khác nhau để cho anh chị lựa chọn cho không gian phù hợp với cái ban thờ của mình thôi nhá. Đó, cặp này sẽ có mã là đèn 40 cho em nhá. Vâng, chiều cao 40 chị nhá. Đường kính là 30, đường kính là 11 ạ. Chiều cao 40, đường kính là 11. Vẫn chất liệu gỗ gõ bông lau chị nhá. Vâng, vẫn đường khắc chạm tỉa, vẫn được khoan rùi lỗ để chị mình có thể thắp sáng được chị nhá. Vâng. Và từng cái nó chỉ chênh nhau chiều cao và đường kính thôi chị nhá. Cái bông hoa sen các bác có thể thấy này. Vân gỗ này. Tuyệt vời luôn. Vân gỗ rất là đẹp chị nhá. Vâng, cái tác phẩm với chiều cao là 40 thì em sẽ giao cho anh chị giá là 750.000 đồng, vẫn bao phí vận chuyển chị nhá. Tác phẩm đều có hàng số lượng để chị có thể chốt thoải mái và lên số lượng cho em chị nhá. Và có thể mua hộ gia đình, bạn bè này, người thân hoặc hàng xóm chị nhá, cũng là rất là ok luôn ạ. Và chị yên tâm, bên em đều tuyển chọn những cái phôi gỗ đẹp luật là và không có gì vết các bác nhá. Cho nên là anh chị yên tâm ạ, bên em chỉ đưa lên một cái tác phẩm để làm mẫu, anh chị chỉ cần chốt đèn vào lên số điện thoại là các bác đều có đơn hàng các bác nhá. Ok ạ. Và mã này cho em là mã đèn 40 nhá, giá là 750.000 đồng ạ. Và em sẽ qua một mã đèn lớn hơn để cho anh chị có thể lựa chọn đây nhận đây. Em sẽ lên luôn 3 mã đèn để cho anh chị có thể lựa chọn cho mình. Vâng, với chiều cao 50, anh chị nào có bàn thờ gian rộng một chút anh chị nhá thì lại phù hợp với tác phẩm lớn thế này ạ. Mã cao là 30 và đường cao 50 và đường kính là 13 cm nhá. Cũng được chế tác trên là chiếc đầu đảo gỗ gõ bông lau các bác ạ. Đường tiết, họa tiết, hoa văn đều như nhau chị nhá. Với kích thước lớn hơn một chút thôi. Cùng bên trong anh chị ơi. Ống thoát sáng cũng rất là đẹp chị nhá. Những cái lỗ phát sáng này được tỉa, được lọng rất là cẩn thận luôn chị nhá. Và cặp đèn này thì giao lưu trị giá chỉ là 950.000 đồng các bác nhá.
Ok, 950.000 đồng. Vẫn bao phí vận chuyển anh chị nhá. Hàng số lượng anh chị có thể chốt đây là 3 mẫu anh chị nhá. Em có rất là nhiều 3 mẫu này cho anh chị chốt. Em có thể anh chị lên đơn là sẽ có sản phẩm chị mang về anh chị nhá. Số điện thoại là sẽ có đơn các bác nhá. Vâng, cặp đèn 30 của giá là 650.000 đồng này. Đèn 40 thì có giá là 750.000 đồng. Và cặp đèn 50 này thì với kích thước lớn hơn ạ, nó đòi hỏi cái phôi bộ lớn hơn rất là nhiều. Nên các bác giá chỉ là 950.000 đồng nhá. Chưa đến 1 triệu đồng mà chị đã sấy ngay một cặp đèn ạ, để trường tồn được thời gian luôn đấy nhá. Vâng, và em sẽ qua cái mã đèn này, em sẽ lên một cái mã tiếp theo để cho anh chị có thể lựa chọn trong cái video này nhá. Một cái video khá là dài luôn các bạn, rất là nhiều cái sản phẩm để chị có thể lựa chọn thoải mái luôn. Và em nghĩ là cái video này thì rất nhiều vật dụng cần thiết trong gia đình mình chị nhá. Nè chị ơi, ưng ý tác phẩm gì thì cứ mạnh dạn liên hệ em vào số hotline 0944812986 và một đầu số nữa là 0822338345 chị nhá. Vâng, và tất cả đều chưa đến 2 triệu đồng thì em, tất cả đều chưa đến 2 triệu đồng, lớn nhất mới chỉ là 1.800.000 đồng trong cái video này thôi ạ. Vâng, và nghe chú ạ, yêu thích bộ môn đánh cờ hay là các anh trai yêu thích bộ môn đánh cờ ạ, hoặc là anh chị đang tìm kiếm một món bộ cờ để tặng cho người thân trong gia đình của mình quá nhá, thì đây anh chị có thể là tham khảo xem cái mã này được không ạ. Đó, một mã bàn cờ chất liệu là gỗ chắc xem nhá. Vâng, chất liệu là gỗ chắc đỏ đen rất là tuyệt vời ạ. Vâng, và một bộ này gồm một bàn và gồm 32 quân cờ quá nhá. Đó, em sẽ ăn. Vâng, gỗ chắc đỏ đen anh chị nhá, rất là đẹp tuyệt vời ạ. Vâng anh chị ơi, lại sẽ lân cả mặt dưới anh chị nhá. Mặt dưới của bác mình có thể đặt được cờ bên trong và xách như cái ca táp đi cùng thì rất là đẹp anh chị nhá. Ok, ngắm em phân gỗ nha. Vâng, từng cái vâng quân cờ anh chị nhá. Vâng, bên mặt trên đây chị ơi, mặt trên. Vâng, gồm 32 quân cờ và đây là những cái quân cờ được hoàn toàn là gỗ chắc xem nhá. Được chạm khắc laser xem ạ, rất là tỉ mỉ, những cái đường triện này vô cùng tuyệt vời các bác này. Cái đường nét đó rất là nhỏ đi đi thôi mà rất là kỹ càng các bác chị nhá. Đọc thoải mái cho em chị nhá. Mặt đế này các chị ơi, rất là nhẵn nhụi trơn tru luôn, rất là ok em cái tác phẩm này chị nhá. Và đặc biệt trong cái mùa dịch này chị nhá, nhưng các bác nào có thể là nhà có đông đông anh chị em này, hoặc là có thể hàng xóm, em nghĩ là nếu khu vực là các bác gần đây hàng xóm thì em nghĩ là anh chị có thể là về đánh cờ với cả bố này đúng không ạ, hoặc là dạy vợ dạy con đánh cờ các bác nhá, rất là tuyệt vời ạ. Và quân cờ này của em với đường kính là 4 phân các bác nhá, đường kính là 4 phân và dày cho em nó là 1.5 các chị ạ. Vâng, dày là 1.5 và đường kính là 4 cm cho em nhá. Đó, quân cờ và gồm bộ 32 cây cờ, mỗi một bộ gồm 33 chi tiết cho em nhá, gồm 33 chi tiết cho em này. Đó, các bác có thể ngắm mặt xem nhá. Và đây là những cái đường khảm nhá, đây là những cái đường khảm rất là tỉ mỉ. Vâng, không phải vẽ chị nhá, khảm em ạ. Vâng, rất là đẹp luôn chị ơi, chất vân chất gỗ tóc này ạ. Vâng, em sẽ quay cả mặt đằng sau. Cờ này với kích thước đường ngang này là 50 và chiều sâu này cho em là 45 nhá. Ngang 50 và chiều sâu là 45 ạ. Thiết kế như là một cái hình ca táp, các bác có thể là gấp gọn lại cho em này. Đó, bên trong đây chị nhá, có thể để cờ em vào trong này chị nhá, rất là ok luôn, giải hết bên trong luôn, sau đó gập vào xách đi rất là ok rồi. Vâng, sau hết thì các bác có thể là thích ra công viên chơi với cả bạn này. Ok, đó, đóng vào luôn chị nhá. Đó, rất là tiện lợi em luôn. Mình có thể xách đi như một cái ca táp này, hay là mang sang hàng xóm rất là tuyệt vời các bác, vâng, gọn gàng luôn ạ, và dùng mãi cả thời gian luôn nhá. Và bộ bàn cờ này thì gia đình với các bác giá chỉ là 1.500.000 đồng nhá, 1.500.000 đồng, và bên em cũng đã bao gồm phí vận chuyển rồi ạ. Và đây là giá của nhà sản xuất các bác nhá, và các chị yên tâm về giá cả chất lượng thị trường các bác nhá. Ok, bộ bàn cờ gỗ chắc đỏ đen giá là bao nhiêu chị ơi? 1.500.000 đồng với bao nhiêu trên 30 chi tiết anh chị nhá. Một giá chỉ bao nhiêu ạ? 1.500.000 đồng và phí vận chuyển toàn quốc anh chị nhá. Những tác phẩm này cũng là tác phẩm có số lượng, anh chị cứ chốt này, có thể mua tặng bạn bè người thân này, hàng xóm này, gia đình này, ông bà ông anh chị nhá, thì rất là ok luôn. Vâng, các bác nhớ mãi cho nhá, bàn cờ chắc 1.500.000 đồng và kèm điện thoại, cứ lên điện thoại là có đơn các bác nhá, là có đơn rồi ạ. Vâng, và em sẽ qua một bộ mã bàn cờ này và em sẽ lên một mã tiếp theo để cho anh chị nhá. Vâng, em cũng gần hết rồi, là trên bàn em cũng hết rồi ạ. Ok nhá. Ok, giá chỉ 1.450.000 đồng. Và tiếp theo một cái series gỗ chắc thì em sẽ lên chị một bộ ấm chén chất liệu là gỗ chắc luôn để cho chị có thể lựa chọn cho em này. Vâng, video này khá là dài các bác nhá. Đó, các bác thoải mái mà lựa chọn ạ. Các bác ơi, nhớ theo dõi hết video xem nhá. Nhớ theo dõi hết video và ủng hộ em với like và đăng ký kênh để bên em có động lực ra được nhiều cái video, tới được nhiều sản phẩm hơn cho các bác luôn nhá. Đó, anh chị đã có những cái bộ ấm chén này, chiếc đĩa, chiếc khay trà rồi ạ. Thì
Vâng, tiếp theo anh chị nhá, em sẽ lên là tác phẩm tiếp theo. Chị tháo được cả hai đi. Một bộ ấm chén chuyên hiệu gỗ chắc đỏ đen chị nhá. Một xuyến và 6 chiếc ni. Và em sẽ đi sát là tác phẩm để chị mình ngắm nhìn nè. Chất vân, chất gỗ chị nhá. Vâng, chiếc ni ạ, 6 chiếc ni em chị nhá. Vân gỗ chắc đỏ đen ạ. Rất là đẹp tuyệt vời, rất là chắc chắn nha em chị nhá. Vâng, đây là cái xuyến này chị ơi. Mặt bên trong ạ, bên trong đấy chị nhá. Vâng, à, rất là đẹp chị nhá. Một combo gồm 7 chi tiết chị em ạ. Một ấm và 6 ly luôn các nhá. Vâng, và bộ ấm chén này em sẽ đo kích thước cái ấm cho các bác có thể nhá. Và cái vòi và cái quai này thì bên em có phải ghép nhá. Em khẳng định các bác có thể là ra được nước. Đó, ra nước thoải mái cho em nhá. Đấy, ly này các bác dùng thoải mái cho em này. Đấy, ly nhá. Chắc là rất là đẹp. Vâng, ly thì cứ dùng thoải mái em chị nhá. Còn vâng, đường kính là 11 và chiều dài tổng thể là 19 cho em nhá. Đó, chiều cao là 8 phân này. Chiều cao là 8 chị nhá. Phân nhá. Và cái đường kính này là 11 này. Và đường kính của cái ấm này, chén này là 5,5. Đường kính của chén là 5,5 chị và nhá. Và chiều cao là 4 phân cho em nhá. Chiều cao là 4 phân chị ơi. Vâng, và bộ này ra đi các bác giá chị là 750.000 đồng các bác nhá. Ok, giá là bao nhiêu chị ơi? 750.000 đồng. Bao phí vận chuyển nha chị nhá. Tác phẩm này em cũng là hàng số lượng nên chị có lên đơn là có sản phẩm mang về chị nhá. Anh chị cứ việc lên đơn thôi. Vâng, tiếp theo trong một cái series bộ ấm chén thì em sẽ lên một bộ chất liệu gỗ bách xanh với đường khắc chậm tỉa rất là đẹp chị nhá. Bộ ấm chén chắc này em là làm trơn luôn. Những chị nào thích chơi hàng trơn thì đây chị nhá. Vâng, thích chơi hàng trơn thì đây ạ. Chị ơi chắc ta xem nha, các bác có thể ngắm vân cho em này. Đấy, thể hiện một cái đường gỗ rất là sang trọng và lịch sự luôn cho em ạ. Và dùng trường tồn, càng dùng nó càng bóng cho em nhá, càng bóng và nó lại càng sắc đẹp cho em luôn ạ. Vâng, và bộ ấm chén gỗ chắc này có giá là 750.000 đồng chị nhá. Ok, và em sẽ qua bộ ấm chén gỗ chắc này. Các sẽ đến một bộ ấm chén tiếp theo đó là ấm chén bách xanh ạ. Và hàng liền khối luôn xem nhá. Cũng gồm 7 chi tiết ạ, một ấm và 6 chiếc ly xem nhá. Đó. Và chiếc ấm bộ ấm này thì bên em có chạm khắc họa tiết những cái bông hoa mai, mai giáng long xem nhá, mai giáng long và những đôi chim chị này, đôi chim này rất là tuyệt vời. Liền khối luôn xem nhá. Vòi liền và quai này là liền luôn xem này. Có bách xanh mộc châu chị nhá, từng cái đường tiết họa tiết này làm kênh nổi rất là đẹp chị nhá. Vẫn là một xiến 6 chiếc ni rất đẹp chị ơi, những ly này rất đẹp chị nhá. Em sẽ báo giá tóc này để cho chị mình chốt ạ. Em đang có hai mẫu gỗ chắc và gỗ bách xanh để anh chị mình lựa chọn phù hợp với màu anh chị yêu thích anh chị nhá. Vâng, tóc mà chất liệu gỗ bách xanh thì em sẽ giao lưu anh chị giá là 500.000 đồng bác nhá. 500.000 đồng bao phí vận chuyển anh chị nhá. Vâng, cũng là hàng số lượng anh chị có lên đơn và có hàng anh chị nhá. 500.000 đồng là mình đã sở hữu ngay được một xuyến và 6 ly. Em đặt quát qua gỗ rồi bỏ tiền công ra thì cũng chưa thể thuê được à, để làm anh chị nhá. Bên em làm số lượng lớn thì sẽ có cái giá này các bác nhân để cho anh chị có thể dễ dàng lựa chọn cho mình ạ. Vâng, chị nhớ mãi xem ạ. Ấm chén gỗ chắc là 750.000 đồng và ấm chén gỗ bách xanh có giá là 500.000 đồng cho em nhá. Và cũng đã bao gồm phí vận chuyển luôn ạ. Vâng, em gần hết video rồi. Và hiện tại trên bàn em chỉ còn vài chiếc vòng gỗ thủy tùng thôi chị nhá. Anh chị nào yêu thích cái dòng gỗ thủy tùng này thì nhanh tay này. Đó. Và đây là vòng size 18 đi cho em nhá. Và 20 đi này. Vâng, chiếc gỗ thủy tùng anh chị nhá. Size em sẽ đo lại nhá. Size này là size 18 đi chị em nhá. Vâng, size 18 đi anh chị nhá. Rất là đẹp em luôn chị ơi. Ok, cùng ngắm nhìn em ạ. Vâng, size này là size cho em là size 18 ly. Vâng, và 18 ly này thì em giao lưu với chị chất liệu gỗ thủy tùng chuẩn Đắk Lắk cho em nhá. Vâng, bên em là làm gỗ thủy tùng chuẩn, các bác có thể nhận hàng được kiểm tra hàng cho em ạ. Vâng, và chiếc này thì giao lưu với chị với giá chị nào. Hôm nay chị ân các bác nhá. Chị ân cho các bác luôn. Vâng, vòng thủy tùng này hôm nay chị ân. Chị ân cho chị luôn giá là 120.000 đồng một chiếc các bác nhá. Đó. Ok, 120.000 đồng một chiếc anh chị nhá. Sản phẩm cuối video thôi nhá, cho nên là chị ân luôn cho các bác. Và bình thường sẽ không thủy tùng xịn sò cho em nhá. Anh chị ơi, về em để nguyên mộc các bác về cảm nhận cho em cái mùi thơm. Rất là thơm các bạn, chuẩn bách chuẩn thủy tùng cho em này. 120 đồng các anh chị có thể là chốt kèm số lượng làm quà tặng, quà biếu hoặc là các bác có thể là cũng tiến lên chùa hoặc các con nha đệ tử của mình rất là tuyệt vời nhá. 120.000 đồng một chiếc các chị nhá. Dạ vâng, cũng là tác phẩm cuối trong buổi video này chị nhá. Rất nhiều mặt hàng rất là hữu ích tới gia đình mình. Anh chị có thể lựa chọn và cái mẫu mã và có thể lên cho em số điện thoại
chốt kèm theo số lượng và số điện thoại của anh chị nhá. Vâng, tác phẩm cuối trong buổi video thì em xin chúc anh chị này qua buổi xem video thật là vui vẻ này và được dâng tác phẩm về ngôi nhà mình anh chị nhá.